Hello, Nhân, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện phần 2 của series du học Hàn Quốc của Nguyên. Thực ra là mình đã định thực hiện cái video này ở một cái khung cảnh nào đó khác ở bên ngoài để cho thay đổi không khí một chút ấy. Nhưng mà vì một số lý do thế là bắt buộc mình phải ở trong nhà và quay chiếc video lần này. Về lý do thì mình sẽ nói rõ hơn ở video lần sau. Còn hôm nay thì mình sẽ vào chủ đề chính của video là nói rõ hơn cho mọi người biết về học bổng này, học phí của các cái trường đại học mà mình đã và đang theo học. Ok, bây giờ thì mình cùng bắt đầu vào video luôn nhé. Thì mình sẽ chia cái giai đoạn học tập ở Hàn Quốc thành hai giai đoạn chính nha. Đầu tiên là giai đoạn học tiếng và giai đoạn thứ hai là giai đoạn lên học đại học. Thì khi mọi người tới với Hàn Quốc ấy, mọi người chưa vô học đại học luôn đâu, mà mọi người phải trải qua một giai đoạn học tiếng trước. Tại vì thực ra hầu hết tụi mình chỉ mới hoàn thành cái chương trình sơ cấp ở Việt Nam thôi. Thì với cái năng lực đó, mọi người không thể nghe hiểu được những cái giáo sư đang giảng trên đại học ấy. Mặc dù là mình học bây giờ đến đây cũng là được mấy năm rồi, nhưng mà thực sự là mình cũng vẫn chưa hiểu được 100% đâu. Đấy, thế là cái giai đoạn này rất là cần thiết với tụi mình. Thì ở tiếng Hàn giai đoạn này gọi là ở hắc tang. Nó giống như là dịch ra thì nó có vẻ như là học viện học tiếng vậy đó. Thì giai đoạn này sẽ kéo dài tối đa là 2 năm. Mọi người có thể lựa chọn học 6 tháng, 1 năm hoặc là học đủ 2 năm, đó là tùy mỗi người. Bản thân mình thì mình nghĩ mình không cần phải vội vàng lên đại học làm gì và mình muốn học từ từ cho chắc ấy. Nên là mình đã học đủ 2 năm tiếng luôn. Và ở cái giai đoạn này á, thì học phí sẽ dao động từ 1.200.000 đến 1.600.000 won. Đó là tùy từng trường nha. Còn cái trường mà hồi mình theo học là trường đại học Sejong ấy, thì có học phí là 1.550.000 won cho một kỳ. Đó là cái 2 năm trước rồi nha mọi người. Và mỗi kỳ thì sẽ kéo dài trong vòng 10 tuần. Một năm thì sẽ có 4 kỳ. Và mọi người sẽ có 2 tuần để nghỉ giữa các kỳ với nhau ấy. Và tất nhiên là cái tiền học phí nó sẽ không bao gồm tiền ký túc xá rồi, và mình sẽ phải tính riêng ra nha. Thêm một cái nữa là ở cái giai đoạn này mọi người sẽ không được nhận học bổng, mà tùy theo vào từng trường sẽ có những cái mức thưởng khác nhau dành cho những học sinh ưu tú vào cuối mỗi kỳ học. Ví dụ như hồi ở trường Sejong của tụi mình thì nếu mà được nhất lớp sẽ được thưởng 100.000 won, nhất khối sẽ được thưởng 500.000 won, và nhất toàn cái học viện học tiếng đó ấy, thì mọi người sẽ được thưởng 1.550.000 won, là mức tiền thưởng bằng với mức học phí của học kỳ học đó. Tuy nhiên thì chỉ một người duy nhất được nhận thưởng thôi. Nó cũng khá là cạnh tranh, tuy nhiên thì cũng có cái mục tiêu để mình cố gắng được điểm cao đúng không? Điều mình thích nhất ở giai đoạn này là mình sẽ có cơ hội đi trải nghiệm văn hóa, được tới làng cổ này hoặc là đi đến những cái viện bảo tàng, nói chung là tìm hiểu những thứ liên quan tới văn hóa của Hàn Quốc ấy. Như là mình được tự đi làm con dấu, kiểu như là mình tự khắc cái tên mình lên con dấu để mình ấn được cái tên của mình ấy. Rồi mình sẽ đến cái chỗ làm gốm để tự trang trí chiếc cốc của mình. Sau đó thì người ta sẽ đưa đi lung và đưa thành phẩm cho mình. Nói chung là nó khá là thú vị. Tuy nhiên thì dạo gần đây tại vì dịch ấy, thế nên là các bạn đến học tiếng thì hầu như phải học on, xong rồi cũng không có cơ hội để mà đi trải nghiệm văn hóa các thứ nữa. Đấy, nên là mình nghĩ đây là một cái điểm rất rất là thiệt thòi luôn. Nên là mọi người cần phải suy nghĩ thật kỹ là có nên đi du học vào trong cái khoảng thời gian dịch như thế này không nha. À, lúc đấy mình cũng quên nói nữa, nếu mà trong quá trình học tiếng ấy mà mọi người có cái điểm truy cần cao, kiểu như là trong một học kỳ đó mọi người không đi trễ hoặc là không đến muộn bữa nào thì sẽ nhận được một bằng khen kèm theo là một cái quà lưu niệm của trường. Đấy, thì nó có phần thưởng như thế nữa. Tuy nhiên thì cá nhân mình chưa nhận được cái đấy lần nào, tại vì kỳ nào mình cũng nghỉ một buổi hoặc là mình đi học muộn hết á. Cảm thấy hơi đáng tiếc. À và đúng rồi, tùy vào từng trường nha, mà sẽ yêu cầu mọi người là đóng trước học phí 6 tháng cho đến 1 năm ngay cái giai đoạn mà mọi người nhận được cái kết quả đậu trường ở Việt Nam luôn ý. Thì đối với trường hợp của mình thì mình phải đóng trước học phí 1 năm, và sau khi sang đây được đi làm thêm rồi thì mình đã đi làm thêm và tự chi trả cho sinh hoạt phí cũng như là học phí của 1 năm sau đó, 1 năm tiếp theo mình học tiếng nữa ý. Và sau khi mà kết thúc cái giai đoạn học tiếng đó rồi thì mình sẽ đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn lên chuyên ngành. Thực ra là để bắt đầu giai đoạn thứ hai nó cũng khá là gian nan đấy mọi người, chứ không phải là kiểu đơn giản như thế đâu. Trước khi mà kết thúc cái quá trình học tiếng đó ấy, thì mình phải xác định trước là mình sẽ lên học đại học ở cái trường hiện tại hay là mình sẽ chuyển sang trường khác. Thì lúc đó mình đã quyết định là sẽ chuyển trường, tại vì trường đại học Sejong không có nhiều học bổng cũng như là ưu đãi dành cho du học sinh nước ngoài ấy. Đấy, thế là và sau khi mà mình tìm hiểu thì mình đã quyết định là lựa chọn nộp hồ sơ cho trường đại học Gwangun và trường đại học Sungshin. Tại vì thực sự là khi mà mình chuyển trường ấy, mình không chắc là mình có thể đậu được một phát.
vào trường đó luôn, mà mình phải kiểu dự trù, phải lựa chọn kiểu 2-3 trường gì đấy, để lỡ mà trường này không đậu thì mình sẽ nộp sang trường khác ấy. Và cho dù là mọi người chuyển trường hay là mọi người lên đại học tại cái trường hiện tại đó thì mọi người cũng vẫn phải làm lại hồ sơ để chuyển lên trên đại học nha. Đấy, nên là cái đoạn này thực sự khá là mệt mỏi. Và hồ sơ thì mọi người lên chuẩn bị trước từ 2 đến 3 tháng để lỡ mà có thiếu sót gì mình có thể kịp thời bổ sung ấy. Và sau khi mà mình nộp hồ sơ cho trường sung shin và trường cũng không yêu cầu mình phải phỏng vấn gì cả, được nhận luôn vậy đó. Đấy, thế là cũng may, và trường sung shin thì có cái mức học bổng khá cao. Và trong trường hợp nếu mà mọi người kết thúc 2 năm học tiếng rồi mà mọi người vẫn không đậu hoặc là không xin vào trường đại học nào thành công ấy, thì mọi người sẽ có nguy cơ phải về nước luôn. Tại vì lúc đó mọi người sẽ không có tư cách lưu trú để mà đổi visa nữa. Cái lúc mà mọi người học tiếng á, thì mọi người sẽ được lưu trú với tư cách visa là D4. Và khi lên đại học thì mọi người sẽ được đổi sang visa D2. Đấy, thế là nếu mà mọi người không đậu được đại học ấy thì mọi người sẽ không thể đổi được visa, và lúc đấy bắt buộc là chúng mình phải quay về nước. Về học phí ở giai đoạn này thì cũng sẽ thay đổi tùy theo từng trường. Tuy nhiên thì mình thấy sẽ thường dao động từ khoảng hơn 3 triệu trở lên. Đó là tùy thuộc vào những cái ngành, ví dụ như là kinh tế hoặc là những ngành mình thường gặp. Còn những cái ngành liên quan tới nghệ thuật hoặc là thiết kế thì sẽ có mức học phí cao hơn. Thậm chí ở một số trường còn có thể lên tới 4 triệu hoặc 5 triệu won trong một kỳ nữa cơ. Lúc đầu mình đăng ký vào trường Sung Shin với ngành Global Thông Sang thì nó thuộc dạng như là một ngành kinh doanh thương mại quốc tế. Ngành này có mức học phí là 3.770.000 won cho một kỳ. Tuy nhiên thì vào cái kỳ học đầu tiên khi mà mình nhập học vào các trường ấy, mình sẽ phải đóng thêm một khoản phí nhập học nữa. Và đối với trường mình thì lúc đó mình đã phải đóng thêm 680.000 won cho tiền phí nhập học. À không, thực ra là phí nhập học lúc đó của trường mình chỉ là 468.000 won thôi. Tuy nhiên thì mình phải đóng thêm cả tiền bảo hiểm và phí của hội học sinh nữa. Thì cái tiền bảo hiểm và phí hội học sinh này mình phải đóng vào đầu mỗi kỳ học luôn. Còn phí nhập học ấy thì tất nhiên rồi, mình chỉ cần đóng vào cái kỳ học đầu tiên khi mà mình nhập học vào trường thôi. Thì ở đại học ấy, một năm mình sẽ có 2 kỳ, mỗi kỳ sẽ kéo dài trong vòng khoảng 4 tháng và sẽ có 2 kỳ nghỉ là kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Mỗi kỳ nghỉ sẽ kéo dài trong vòng khoảng 2 tháng nữa. Đấy là mình hết một năm. Và về học bổng ở giai đoạn này là mọi người rất rất là tò mò luôn. Thì thực sự là lúc đầu mình không có kiểu apply theo dạng kiểu học bổng chính phủ hay là các loại học bổng khác đâu, mà chỉ khi mà mình nộp hồ sơ vào trường ấy thì lúc đó mình mới bắt đầu xin học bổng của trường. Thì thực sự cái cách xin nó cũng rất là đơn giản thôi mọi người ạ. Mình không cần phải làm gì luôn, mình chỉ cần nộp hồ sơ vào trường thôi và mình tìm hiểu điều kiện tính học bổng của trường. Thì đa phần các trường hiện tại đều tính học bổng theo cái mức điểm và mức cái bằng tốt bích mà mình đang có ấy. Thì cái lúc mà mình nộp hồ sơ nhập học, mình sẽ nộp kèm theo cái bảng điểm tốt bích của mình, cái bằng thi tốt bích của mình ấy, thì trường sẽ tự động xét học bổng cho mình luôn mà mình không cần phải đăng ký thêm một bước nào cả. Cái mức học bổng sẽ áp dụng khác nhau tùy theo từng trường. Và ở kỳ học đầu tiên ấy, thì sẽ chỉ thường áp dụng dựa theo cái điểm tốt bích của mình thôi, chứ không dựa theo điểm học bạ cũng như là điểm thi đại học ở Việt Nam của mình đâu, nó không liên quan mọi người ạ. Đấy, thì tùy theo từng trường nha. Đối với trường mình thì mình không nhớ rõ các cái mức học bổng, tuy nhiên thì mình nhớ là hồi đó nếu mà mọi người được tốt bích 4 thì sẽ được giảm 70% học phí, được tốt bích 5 đến tốt bích 6 sẽ được giảm 100% học phí luôn. À, và đặc biệt là ngay cả những bạn nào không có tốt bích thì cũng nhận được học bổng, tuy nhiên thì mình nhớ hình như là chỉ được 20% thôi thì phải. Đấy, thế là cái điểm thi tốt bích thực sự nó rất là quan trọng, nên là trong thời gian học tiếng thì mọi người hãy cố gắng chăm chỉ học, sau đó thì hãy đạt được điểm tốt bích thật là cao để có thể dễ dàng nhận được học bổng cũng như là dễ dàng xin được vào cái trường mà mình mong muốn nữa. Thì đó chỉ là kỳ đầu tiên thôi nha. Còn từ kỳ thứ 2 trở đi, tiêu chuẩn xét học bổng sẽ dựa vào điểm tốt bích này và điểm trung bình của cái kỳ trước đó mọi người đã đạt được bao nhiêu. Ví dụ như điểm tốt bích của mọi người á, lúc đầu khi mọi người nhập học vào trường mọi người chỉ được tốt bích 3 thôi, thì trong khoảng thời gian học tập tại trường mình cũng có thể thi tốt bích và mình nâng cao cái số điểm đó. Nếu mà mình được tốt bích 4, tốt bích 5 thì mình có thể bổ sung cho trường để từ kỳ học sau đó mình có thể nhận được cái mức học bổng cao hơn. Còn về cái mức điểm thì mình sẽ để cái bảng tính học bổng ở bên này. Nói chung là mình sẽ để trên màn hình để cho mọi người dễ hình dung. Mọi người chỉ cần để ý ở cái phần bảng bên dưới thôi nha. Cái phần bên trên mình gạch thì mọi người không cần để ý đâu. Thì như mọi người thấy là ở cái bảng bên trái
Bên trái thì đó sẽ là cái cột điểm từ 2.5 đến 4.0. Thì cái điểm này thực sự để giải thích thì nó cũng hơi khó, nhưng mà chỉ cần mọi người lên đại học một phát thôi là mọi người sẽ hiểu được cái điểm này là điểm như thế nào. Cái bảng ở giữa là cái mức học bổng mọi người có thể nhận được trong trường hợp mọi người có topic 4 trở lên. Còn hàng cuối cùng, hàng bên phải á, thì sẽ là mức học bổng mọi người nhận được trong trường hợp mọi người không được topic, hoặc là mọi người chỉ được topic thấp hơn topic 4. Nếu mọi người được 2.5 đến 3.0 thì sẽ được giảm 25% học phí trong trường hợp mọi người phải có topic 4 trở lên. Còn ví dụ mà mọi người bị thấp hơn hoặc là không có topic thì chỉ được giảm 10% thôi. Và từ 3.0 đến 3.5 thì sẽ được giảm 50% học phí. 3.5 trở lên thì sẽ được giảm 60% học phí. Còn từ 4 chấm trở lên và trong điều kiện mọi người phải có topic 6 thì sẽ được giảm 100% học phí luôn. Thì đó là những cái điều kiện mà mọi người phải có trên topic 4 nha. Còn ví dụ mà mọi người không có topic hoặc là có topic dưới topic 4 ấy, thì các cái mức học bổng nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều luôn. Nó chỉ còn không được bao nhiêu hết ấy. Đấy, thế nên là nói chung là topic nó rất là quan trọng đối với du học sinh tụi mình. Đấy. Đấy thì đó là các cái ý chính vào trong cái quá trình học tập của mình rồi. Và có một cái này nữa liên quan tới việc lưu trú là về visa của tụi mình ấy. Thì đối với cái giai đoạn mình học tiếng á, thì cứ 6 tháng là mình phải gia hạn visa một lần. Thậm chí một số trường sẽ bắt mình đi gia hạn cứ 3 tháng là phải đi một lần. Còn khi lên đại học rồi ấy, thì mình sẽ có mức thời gian gia hạn visa dài hơn, là vào khoảng 1 năm cho đến 2 năm. Thì đợt vừa rồi mình đã gia hạn được 2 năm, nên là trời ơi sung sướng lắm luôn ấy. Kiểu mỗi lần mà đi gia hạn thì mình cũng sẽ phải chuẩn bị hồ sơ nha. Nói chung là nó cũng không đến mức rườm rà lắm đâu, nhưng mà cũng hơi mất công. Xong rồi còn mất tiền để gia hạn nữa. Mỗi lần gia hạn mình mất 60.000 won, là khoảng 1.200.000 tiền Việt mình ấy. Trời ơi nó sót tiền kinh khủng. Thì đó là tất cả về cái quá trình du học của mình rồi. Ví dụ mọi người có cái gì thắc mắc nữa thì có thể để dưới phần comment để mình sẽ xem xét rồi mình sẽ trả lời thêm vào mọi người vào video sau, hoặc cũng có thể là mình sẽ trả lời ngay mọi người ở trong comment luôn. Và nếu mà mọi người có cái chủ đề gì muốn mình giải đáp nữa thì nhớ comment xuống cho mình biết nha. Bye bye.